Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá heo hơi ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024 biến động đồng loạt cả ba miền. Thị trường dù không tăng nhưng lượng giao dịch khá tốt, hiện tại vẫn ghi nhận mức cao nhất 69.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi hiện đang giữ mức ổn định trong thời gian 10 ngày gần đây. Với giá như hiện nay, đang rất thuận lợi không chỉ vì giá đầu ra tăng mà giá thức ăn chăn nuôi đang giảm. S. Tại khu vực phía Bắc, giá heo hơi ở miền Bắc vẫn đang giữ mức cao nhất cả nước đạt mức 69.000 đồng 1 kg. Hiện tại, thương lái tại Yên Bái, Thái Nguyên và Thái Bình đang thu mua heo hơi với giá 67.000 đến 67.000 đến 69.000 đồng chuột kg tùy khu vực. Trong khi đó, hai tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên lần lượt điều chỉnh giao dịch lên mức tương ứng là 68.000 đồng 1 kg và 69.000 đồng trệt kg, cùng tăng 1.000 đồng 1 kg. Giá giao dịch hiện nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 đến 69.000 đồng chuột kg. Tại thị trường miền Trung, Tây Nguyên, khác với miền Bắc, thị trường heo hơi miền Trung Tây Nguyên có vài khu vực giảm nhẹ. Cụ thể, heo hơi tại Đắk Lắk và Ninh Thuận đang được thu mua với giá tương ứng là 63.000 đồng chột kg và 65.000 đồng kg. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Bình Thuận cùng giảm 1.000 đồng trột kg, hiện nằm trong khoảng 63.000 đến 67.000 đồng một kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 63.000 đến 67.000 đồng một kg. Tại thị trường phía Nam, tại khu vực có rất nhiều nơi vẫn giữ mức giá cao, vài nơi giá thu mua heo hơi giảm 1.000 đồng một kg. Theo đó, giá giao dịch được ghi nhận tại Bình Phước, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu dao động từ 65.000 đồng chột kg đến 68.000 đồng một kg, cùng giảm 1.000 đồng một kg. Thương lái tại Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ và Trà Vinh đang cùng thu mua heo hơi với giá 66.000 đồng trượt kg. Tương tự, tỉnh Sóc Trăng cũng giảm 2.000 đồng một kg về mức 65.000 đồng một kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam giao động trong khoảng 65.000 đến 68.000 đồng trượt kg. Có thể thấy giá heo hơi tăng phù hợp với quy luật thị trường. Bởi sau một thời gian dài giá heo hơi giảm sâu xuống khoảng 52.000, 53.000 đồng ruột kg khiến nhiều người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn không có lãi. Đến nay, không có lãi. Đến nay, giá heo hơi lên 65.000, ,70, 70.000 đồng một kg là mức hợp lý để người chăn nuôi có lãi. Như vậy, giá heo hơi tăng là một trong những tín hiệu tích cực, tạo đà cho ngành chăn nuôi phục hồi, phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi cũng khuyến cáo, người chăn nuôi cần cân nhắc lựa chọn tái đàn, chủ động theo dõi tín hiệu từ thị trường. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi. Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết nguyên nhân khiến giá heo hơi tăng cao do nguồn cung giảm mạnh vì thời gian trước, giá heo hơi bán ra thấp, nhiều thời điểm dưới giá thành sản xuất. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi lại cao, rủi ro dịch bệnh lớn khiến người chăn nuôi giảm đầu tư tái đàn. Một lý do tác động việc giá heo hơi trong nước tăng cao trong thời gian qua đó là ngành chức năng đã kiểm soát tốt việc nhập khẩu nguồn thịt từ các thị trường vào Việt Nam bà con chăn nuôi nắm bắt cơ hội giá tốt nên xuất chuồng khá nhiều dẫn đến tình trạng cung vượt này khiến giá heo trứng lại theo. Tuy nhiên với lượng tiêu thị cũng khá tốt nên hầu hết cả ba miền giá chỉ đứng yên chứ không giảm. Bên cạnh đó giá thức ăn cũng giảm nên đối với bà con chăn nuôi cũng giảm bớt gánh nặng. Các chuyên gia dự kiến sắp tới giá sẽ tiếp tục ổn định và bật tăng thêm. Hàng triệu người chăn nuôi phấn khởi vì sau hơn một năm chống chọi với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao mà giá thu mua thấp, bây giờ họ đã có lãi. Ước tính sau khi trừ các chi phí, mỗi con heo các chuyên gia và doanh nghiệp cũng dự báo, thời gian tới, giá thịt heo sẽ neo ở mức cao. Bởi dịch tả châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương khiến nông hộ chăn nuôi và các trang trại giảm số lượng đàn. Trong khi đó, phía doanh nghiệp cũng khá thận trọng kế hoạch tăng đàn do lo ngại dịch bệnh hoành hành vào thời điểm cuối năm. Trước tình hình dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan có liên quan, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật về thú y, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là các chương trình, kế hoạch quốc gia phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát, lây lan của bệnh dịch tả heo châu Phi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố chấn chỉnh công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã, đẩy mạnh xây dựng các chuỗi vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hướng dẫn người dân áp dụng nghiêm ngặt biện pháp chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học. Bên cạnh đó, cần kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý kịp thời dứt điểm các ổ bệnh, ưu tiên nguồn lực tại chỗ của địa phương trong xử lý ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Theo các ông lớn trong ngành chăn nuôi dự báo năm 2024 sản lượng thịt heo sẽ giảm. Hiện nay, sản lượng thịt sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được 95% sức tiêu thụ. Vì vậy, lĩnh vực chăn nuôi có nhiều tiềm năng, đang thu hút sự đầu tư mạnh mẽ từ cả nước ngoài và trong nước. Ngành thịt của Việt Nam sẵn sàng cho bước tăng trưởng đáng kể trong quá trình đáp ứng nhu cầu dân số ngày càng đông. Như vậy hiện tại giá heo vẫn đang bình ổn và sắp tăng mạnh trở lại. Đây là tín hiệu rất tốt cho bà con chăn nuôi. Trong khi heo hơi giảm giá thì giá heo giống tiếp tục tăng 20.000 đến 30.000 đồng con từ 7 đến 10 kg. Cụ thể, giá heo giống tại miền Bắc 1,81 triệu đồng con, Đông Nam Bộ 1,68 triệu đồng con, miền Trung 1,58 triệu đồng con và Tây Nam Bộ 1,52 triệu đồng con. Hiện nay, sản lượng thịt sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được 95% sức tiêu thụ. Vì vậy, lĩnh vực chăn nuôi có nhiều tiềm năng, đang thu hút sự đầu tư mạnh mẽ từ cả nước ngoài và trong nước. Ngành thịt của Việt Nam sẵn sàng cho bước tăng trưởng đáng kể trong quá trình đáp ứng nhu cầu dân số ngày càng đông. Nguyên nhân dẫn đến giá thịt heo hơi liên tục tăng do thiếu nguồn cung. Sau giai đoạn dịch tả heo châu Phi bùng phát khiến nguồn cung bị giảm, nhiều hộ dân cùng bán tháo khiến giá thịt có lúc giảm về 50.000 đồng chốt kg. Trong bối cảnh giá thức ăn tăng cao, dịch bệnh diễn biến phức tạp, người chăn nuôi gặp khó khăn nên đã dừng nuôi khiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung càng gia tăng. Phó cục trưởng cục thú y, Phó cục trưởng cục thú y, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phan Quang Minh cho biết, nguy cơ bệnh dịch tả heo châu phi tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới rất cao. Việc kiểm soát buôn bán, vận chuyển hết giết mổ heo ở các địa phương còn phức tạp, chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, chưa bảo đảm yêu cầu về an toàn sinh học. Khoảng một tháng qua, giá heo hơi tăng cao, có thời điểm lên mức 70.000 đồng một kg, cao nhất trong vòng vài năm trở lại đây. Hiện giá heo hơi có giảm nhẹ nhưng với mức giá này, người nuôi đã đạt lợi nhuận tốt. Để tăng cường biện pháp ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả không để dịch tả heo châu Phi phát sinh, lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi trên địa bàn, các huyện, thành phố triển khai cấp bách, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định. Cơ quan chức năng địa phương chỉ ra rằng, nguyên nhân chính làm dịch bệnh này tái phát Lây lan là do các ổ dịch cũ mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong môi trường. Khi gặp điều kiện thời tiết thay đổi, sức đề kháng của vật nuôi giảm làm phát sinh dịch bệnh. Chăn nuôi heo trên địa bàn vẫn chủ yếu là nuôi nông hộ, nhỏ lẻ, tái đàn bằng những con giống không rõ nguồn gốc, được mua từ chợ hoặc các thương lái vận chuyển trực tiếp đến hộ chăn nuôi, không đảm bảo an toàn dịch bệnh. Trong năm 2023, toàn dịch bệnh. Trong năm 2023, giá heo hơi liên tục ở mức thấp trong thời gian dài. Người chăn nuôi thua lỗ nên đã giảm số lượng heo nuôi, thậm chí nhiều hộ còn tạm ngừng tái đàn. Điều này dẫn đến sản lượng xuất chuồng hiện nay giảm nhiều. Dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương cũng khiến nhiều hộ chăn nuôi trang trại heo giảm số lượng đàn nuôi. Trong khi đó, lượng heo hơi nhập lậu qua biên giới Campuchia đã giảm so với trước đây. Những yếu tố này đang khiến cho nguồn cung thịt heo thấp hơn so với nhu cầu, kể cả trong thời gian thấp điểm. Mặc dù giá đang tăng cao nhưng nhiều bà con chăn nuôi cũng đang lo ngại dịch bệnh nên chưa dám tái đàn số lượng lớn như trước mà chỉ cầm chừng số ít. Với điều này, với lứa heo tiếp theo sang quý 3 cũng sẽ thiếu hụt và đẩy giá tăng lên. Các chủ trang trại dự báo, giá heo hơi tăng có thể kéo dài đến tháng 8, 9 phần 2024, từ tháng 10 đến Tết Nguyên đán 2025, nguồn cung sẽ được bổ sung từ việc tái đàn của các trang trại. Thời điểm này, các doanh nghiệp chăn nuôi đang tích cực bổ sung heo giống, heo nái để tái đàn thị trường heo hơi sẽ khó tăng đột biến thêm nữa. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng đạt tăng giá heo hơi có thể kéo dài đến tháng 9. Từ tháng 10 đến Tết Nguyên đán, nguồn cung sẽ được bổ sung từ lượng heo được tái đàn vào từ tháng 2, 3. Hiện tại các doanh nghiệp chăn nuôi đang tích cực bổ sung heo giống, heo nái để tái đàn. Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi biến động trái chiều vào ngày hôm nay do thị trường đang có nhiều thay đổi mới. Theo một số công ty chăn nuôi, Thị trường toàn quốc vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi ASF khiến nhiều nơi giảm giá nhẹ. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ đang bước vào mùa mưa, nhiều loại thủy sản ở miền Tây đa dạng giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn cho bữa ăn. Thời điểm này các bếp ăn tập thể, trường học cũng đã vào kỳ nghỉ hè nên tiêu thụ thịt heo giảm. Thời gian qua, bệnh dịch tả heo châu Phi diễn ra tại nhiều địa phương trong nước. Thực tế đó dẫn đến sản lượng heo xuất chuồng hiện nay giảm mạnh, nguồn cung thiếu hụt so với nhu cầu. Theo tính toán của các hộ nuôi với giá cả như hiện nay, đứng mọi chi phí, trung bình một con heo cho thu lãi từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Nguyên nhân đẩy giá heo hơi tăng cao xuất phát từ nguồn cung giảm do ảnh hưởng từ dịch tả heo châu Phi và kiểm soát tốt heo nhập lậu. Thực tế từ đầu 2024 năm đến nay, dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương trong cả nước khiến nhiều hộ chăn nuôi, trang trại heo đã giảm số lượng đàn nuôi. Mặt khác, năm 2023 giá heo hơi liên tục ở mức thấp trong thời gian dài, người chăn nuôi thua lỗ nên đã hạn chế tái đàn dẫn đến sản lượng xuất chuồng giảm nhiều. Dù tăng giá mạnh song theo ngành chuyên môn, người chăn nuôi vẫn chưa mạnh dạn đầu tư tái đàn vì lo ngại dịch bệnh. Do dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, người chăn nuôi chưa yên tâm vào đàn mới, tạm thời treo chuồng hoặc chuyển đổi sang các mô hình sản xuất khác nhằm hạn chế rủi ro. Vì giá heo hơi tăng cao nên giá bán thịt heo và các sản phẩm chế biến từ thịt heo như giò, chả, xúc xích, nem cũng tăng đáng kể. Khuyến cáo người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đây là giải pháp phòng thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc tại các cơ sở, vùng chăn nuôi heo, các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, chợ, điểm buôn bán, giết bổ bằng vôi bột hoặc hóa chất, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết bổ heo. Sau đợt dịch tả heo châu Phi, cả doanh nghiệp lẫn các hộ chăn nuôi đều đang trong quá trình tái đàn và cần ít nhất đến tháng 12 năm 2024 thì mới có nguồn cung mới ra thị trường mới có nguồn cung mới ra thị trường. Trong ngắn hạn, giá có thể được hỗ trợ do nguồn cung giảm đến từ tổn thất của các nhà sản xuất quy mô nhỏ và bùng phát dịch bệnh. Trong dài hạn, mức giá heo hơi hiện tại đã đủ hợp lý để các hộ chăn nuôi yên tâm tái đàn trở lại sau khoảng thời gian thua lỗ vì giá heo thấp kéo dài. Việc tái đàn sẽ giúp nguồn cung heo tăng lên vào dịp cuối năm nay, cũng là mùa cao điểm tiêu thụ heo. Hiện giá heo hơi tăng nhưng chưa có nhiều hộ chăn nuôi dám tăng đàn vì sợ rủi ro về dịch bệnh và giá cả. Người chăn nuôi sợ giá này không giữ được ổn định lâu dài nếu tình trạng nhập lậu heo sống tái diễn và việc nhập khẩu thịt đông lạnh ồ ạt sẽ ảnh hưởng đến giá cả. Để ngành chăn nuôi heo phát triển bền vững, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, không để tái diễn tình trạng nhập lậu heo sống từ các tỉnh có đường biên giới phía Nam, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến giá mà còn có nguy cơ phát sinh dịch tả heo châu Phi. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Tri cục chăn nuôi và thú y khuyến cáo các địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các chủ nuôi kiểm soát các nguồn đầu vào có nguy cơ lây nhiễm dịch, tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Khoảng 2 tháng nay, giá heo hơi đang trên đạt tăng mạnh, có thời điểm đạt 70.000 đồng 1 kg. Đây là điều kiện thuận lợi để nhiều doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi tái đàn. Tuy nhiên, theo thông tin từ chi cục chăn nuôi và thú y, hiện dịch tả heo châu Phi vẫn là mối đe dọa thường trực với người chăn nuôi trong tỉnh nguy cơ dịch bệnh xảy ra rất lớn nên việc tái đàn cần phải thận trọng và chỉ nên tái đàn khi thực sự bảo đảm an toàn. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!